và mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, ba người bạn, ba đồng đội của tôi ở Trung đoàn 66, Sư Ba Linh Tư Anh Hùng, bạn Nguyên Thất, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Huy Hoàng. Các anh thật tuyệt vời. Xin chào những người lính của thời khắc lịch sử. Xin chào các đồng đội. Xin chào những người anh hùng thầm lặng của tôi. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Những người lính âm thầm trong thời khắc lịch sử bài viết của cựu chiến binh hoàng chiến trong mọi trận đánh vai trò của người chỉ huy là yếu tố quyết định bao giờ giới truyền thông cũng chú ý vào thời khắc quan trọng người chỉ huy là trung tâm để đưa tin và cả khen chê còn riêng tôi là một người lính quèn tôi chỉ viết về đồng đội viết về sự hy sinh dũng cảm của họ trong mỗi trận đánh viết về công việc âm thầm mà họ đã cống hiến cho đất nước Mỗi lần gặp lại đồng đội, nhìn thấy bạn trong từng khuôn hình, tôi lại nhớ về ký ức một thời tuổi trẻ hồn nhiên bước vào từng trận đánh vô lo vô nghĩ. Hôm nay tôi xin viết về ba người bạn đều là lính thông tin của trung đoàn 66 sư đoàn 304 anh hùng. Các đồng đội người còn, người mất, nhưng hình ảnh của các bạn ấy sẽ mãi còn lại với thời gian và trong trái tim những đồng đội một thời gắn bó chỉ vài ngày nữa chúng tôi trở lại thượng Đức nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng và sang năm tại thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ba người đồng đội của tôi ba người lính có một đặc điểm chung trước đây là rất khiêm tốn ít quản giao chỉ âm thầm làm tròn nhiệm vụ trên giao ai nói gì cũng chỉ lắng nghe và mỉm cười người thứ nhất bàn nguyên thất chiến sĩ hai quách. Hồi đó khỏe lắm, nhiều tài vật, nhất là khâu đàn hát, tính cách gan lì, nên luôn được ưu tiên đi phối thuộc các tiểu đoàn. Cả chiến dịch cho tới kết thúc chiến tranh, chúng tôi chẳng bao giờ được ngồi với nhau, ăn chung bữa cơm, chỉ gặp nhau trên làn sóng vô tuyến điện. Thất may mắn, trong thời khắc lịch sử trưa 30 tháng 4 1975 tại dinh Độc Lập, thất trong mũi thọc sâu của sư đoàn, đi cùng xe và chịu sự chỉ huy trực tiếp của anh Phạm Xuân Thệ, lúc ấy là đại úy, trung đoàn phó, chỉ huy mũi thọc sâu tiến vào dinh độc lập, nhanh chóng bắt Tổng thống Nguyệt quyền Sài Gòn Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các áp giải Dương Văn Minh, Minh ra đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Khi về đời thường, cuộc sống vất vả, nhưng thất vẫn nhớ về đồng đội, luôn hoạt động tình nghĩa, gắn kết đồng đội tham gia tích cực công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Rất tiếc, bằng Nguyên Thất đã bị bạo bệnh, mới ra đi về với thế giới người hiền. Gia đình, bạn bè, đồng đội vô cùng thương tiếc. Người thứ hai, Nguyễn Hòa Bình, người lính hai quát của tiểu đoàn 7, rất ấn tượng với tôi vì tôi đi phối thuộc với tiểu đoàn 7. Tôi thấy Bình trầm tính, cả ngày chẳng nói một câu, nên anh em không chuyện trò gì tính tôi thì téo táo lắm nên chỉ nói chuyện với cuông xuân thủy quang bao tải thanh bình như là người lính hà nội hòa bình rất thông minh trí nhớ tốt lính hai quát mà trận chiến cuối cùng hòa bình đi cùng đại đội hai anh hùng ở mũi đầu tiên của tiểu đoàn đại đội có nhiệm vụ đánh chiếm dinh độc lập chính đại đội 2 được vinh dự nhận lắc cờ quyết chiến quyết thắng của chính ủy trung đoàn lê xuân lộc trao tại rừng cao su Long Khánh nhưng không thực hiện cấm cờ được, anh Bùi Quang Thận đã cấm trước rồi. Đại đội 2 phải làm nhiệm vụ chốt giữ bảo vệ an toàn khu dinh độc lập, còn đại đội 3 của tiểu đoàn có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài khu vực vườn hoa, nhà thờ Đức Bà. Năm 1977, hòa bình được ra quân trở về đời thường, tiếp tục học hành và công tác trong ngành ngân hàng với nỗ lực phấn đấu trở thành cán bộ rồi làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Việt Công Băng cho tới lúc nghỉ hưu. Đồng đội hòa bình của tôi luôn luôn nhớ về đồng đội một thời sống chết bên nhau. Anh công tác rất bận rộn, nhưng ở đâu, thời điểm nào, anh cũng dành cho đồng đội những tình cảm chân thành, khiêm tốn và hòa đồng như thuở nào chia nhau ngọn rau rừng, hạt muối. Một công việc làm của anh mà tôi rất khâm phục, đó là công việc đền ơn đáp nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ. Anh làm âm thầm, không đau to bú lớn như các doanh nghiệp khác. Anh vận động các nhà tài trợ khắp nơi, thu được hàng chục tỷ đồng để xây lên các tượng đài, đền thờ, nhà bia ghi công các đồng đội đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp thống nhất tổ quốc. Như tượng đài chiến thắng Thượng Đức, những công trình tri ân đó có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Những nơi đó là dấu ấn lịch sử của sư đoàn Ba Linh Tư và các đơn vị bạn nơi giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước và ghi ơn những người con anh hùng. Người thứ ba, đồng đội Nguyễn Huy Hoàng, chiến sĩ thông tin truyền đạt trung đoàn. Một con người điềm đạm, ít nói, nhiều tài lẻ. Anh là người lính sinh viên, mắc cận thị, nhưng trong chiến đấu anh luôn sông sáo, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Với thân hình gầy gò, đen đúa vì sốt rét, nhưng không quản ngại bất cứ hoàn cảnh nào. Trong trận chiến cuối cùng tại Sài Gòn, anh nằm trong đội hình mũi thọc sâu của sư đoàn 304 dưới sự chỉ huy trực tiếp của anh Phạm Xuân Thệ, đi trên chiếc xe giáp chiến lợi phẩm thu được của quân nguyện tại Đà Nẵng mang số hiệu 15770, tiến vào dinh độc lập. Trong giờ phút lịch sử trưa 30 tháng 4 1975, Nguyễn Huy Hoàng đã cùng các đồng đội dưới sự chỉ huy của anh Phạm Xuân Thệ bắt sống Tổng thống Nguyệt quyền Sài Gòn Dương Văn Minh cùng toàn bộ nội các, áp giải Dương Văn Minh ra đài phát thanh đọc lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Trở về sau ngày thống nhất đất nước, Nguyễn Huy Hoàng quay lại ngôi trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tiếp tục nghiệp đèn sách. Khi trở về với cuộc sống đời thường, anh vẫn chỉ là binh nhất, không một tấm huân chương, bằng khen nào. Anh chẳng bao giờ nói về mình vẫn khiêm nhường như bản chất của anh ba người bạn ba đồng đội của tôi các anh thật tuyệt vời xin chào những người lính của thời khắc lịch sử xin chào các đồng đội xin chào những người anh hùng thầm lặng của tôi